tỷ phú Elon Musk, người được Forbes và Bloomberg xếp hạng là giàu nhất thế giới, với tài sản ròng khoảng 250 tỷ đô la Mỹ. Theo miêu tả của The New York Times, đã và đang nổi lên như một diễn viên mới trên sân khấu chính trị toàn cầu vốn đang vô cùng hỗn loạn trong những tháng gần đây. Trong 4 tuần qua, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra một kế hoạch hòa bình cho Nga và Ukraine, khiến các quan chức Ukraine phẫn nộ đăng trên Twitter một dòng trạng thái về vấn đề Internet tại Iran bị hạn chế liên quan đến vụ biểu tình sau cái chết của cô gái 22 tuổi. Đưa ra gợi ý cho tình hình giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan khiến một quan chức ở Đài Bắc yêu cầu ông rút lại đề nghị này. Mặc dù trước đây đã có rất nhiều CEO và tỷ phú thường bày tỏ quan điểm chính trị của mình trên Twitter, nhưng không ai có thể mang đến tầm ảnh hưởng và tạo ra nhiều tranh cãi như ông Musk. Trong chương trình Câu chuyện Thế giới hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu cách mà vị tỷ phú này đang khiến sàn chính trị thế giới quay cuồng ra sao. Tại sao ông Elon Musk lại có thể mang đến sự ảnh hưởng lớn như vậy? Những phát ngôn nào của ông đã khiến truyền thông lẫn công chúng bùng nổ? Trước tầm ảnh hưởng đó, những phản ứng trái chiều dành cho chính ông Musk cũng như lập trường của ông đã được thể hiện ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện Thế giới. Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện tại cũng là trung tâm của nhiều mối tranh cãi chính trị trong suốt những tháng vừa qua. Ông đã nhiều lần đưa ra những phát ngôn liên quan đến tình hình an ninh thế giới và những phát ngôn đó đều trở thành tâm điểm truyền thông ngay sau khi nó được đăng tải trên Twitter. Trước hết, hãy cùng với chúng tôi điểm lại lập trường cũng như những dòng trạng thái đã tạo nên nhiều cuộc tranh luận của ông Elon Musk trong khoảng thời gian qua. Vào cuối tháng trước, ông Musk tham dự một sự kiện cá nhân ở Aspen thuộc bang Colorado mang tên The Weekend. Sự kiện này được tổ chức bởi cựu giám đốc điều hành Google và cố vấn chính phủ Eric Schmidt, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh của Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, cựu Phó Tổng thống Angus và cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Joseph Dufort. Theo hai người giấu tên đã tham dự sự kiện, vào giờ ăn trưa, ông Musk đã lên sân khấu để trò chuyện cùng với doanh nhân tỷ phú David Rubenstein. Vào cuối cuộc trò chuyện, trước sự ngạc nhiên của nhiều người tham dự, ông Musk đã đề xuất một kế hoạch hòa bình dành cho cuộc xung đột ở Ukraine. Theo đó, Nga có thể sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine. Theo những người tham dự sự kiện, ý tưởng này đã gây phẫn nộ cho nhiều người có mặt tại đó. Ngày hôm sau, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã có một cuộc trò chuyện thông qua video tại sự kiện và một người đã đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch hòa bình của ông Musk dành cho ông. Theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia, ông Sullivan đã không bình luận về phát biểu của ông Musk. 10 ngày sau đó, ông Musk đã tiết lộ kế hoạch này của mình trên Twitter và Điện Kremlin công khai ủng hộ ý tưởng này. Cụ thể, vào đầu tháng này, ông Elon Musk đã đăng trên Twitter gợi ý lập lại hòa bình ở Đông Âu. Theo Musk, xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trong hòa bình nếu Nga tổ chức lại các cuộc trưng cầu dân ý dưới giám sát của Liên Hợp Quốc. Nga sẽ không sáp nhập nếu không nhận được sự đồng ý của người dân. Bán đảo Crimea vốn là một phần của Nga, điều này đã là hiển nhiên từ năm 1783. Ukraine đảm bảo được nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea và cuối cùng là Ukraine trở về với trung lập, không nghiêng về bên nào. Trước đề xuất của Elon Musk, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ví người sáng lập Tesla và SpaceX là đặc vụ bóng tối của Điện Kremlin và tán dương giải pháp hòa bình này. Ông Medvedev nói rằng tác nhân bóng tối này đã lộ diện. Ngoài ra, trên Telegram, cựu Tổng thống Nga cũng gọi ông Musk là Eustace. Đây là tên của một điệp viên Xô Viết bí mật hoạt động trong hàng ngũ phát xít Đức thời Thế chiến thứ hai trong loạt phim 17 khoảnh khắc mùa xuân nổi tiếng của Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và các cố vấn hàng đầu của mình đã đưa ra phản ứng quyết liệt kế hoạch của ông Musk. Ông Zelensky đã tạo một cuộc thăm dò với những người theo dõi ông trên Twitter để xem liệu họ thích Elon Musk ủng hộ Ukraine hay theo Nga. Sau đó, Tổng thống Zelensky đã đăng tải có 85% đã chọn tỷ phú Elon Musk đứng về phía Ukraine. Bên cạnh việc sở hữu khối tài sản khổng lồ phần lớn đến từ công ty ô tô điện Tesla, ông Musk còn mang lại tầm ảnh hưởng khi sở hữu tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX và công ty điều hành mạng vệ tinh Starlink. Vào giữa tháng 9, khi quân đội Ukraine tiến vào các vùng lãnh thổ phía Nam, lực lượng nước này đã mất quyền tiếp cận với mạng Internet của Starlink ở một số khu vực gần chiến tuyến.
Theo nguồn tin từ những người giấu tên, việc này là do ông Musk đã hạn chế khả năng tiếp cận mạng và mạng chỉ khả dụng ở một số khu vực nhất định. Không rõ tại sao hệ thống vệ tinh không hoạt động, trong khi những người khác ở Ukraine thì báo cáo rằng nó vẫn đang hoạt động tốt. Ông Dmitry Alperovic, người đồng sáng lập Civil Radio Policy Acceleration, một tổ chức tư vấn địa chính ở Washington, nói rằng ông ấy cần phải quyết định liệu Starlink là dịch vụ thương mại hỗ trợ công nghệ để cứu sống cho khách hàng của mình, hay một dịch vụ bám chặt vào lợi ích địa chính trị của ban lãnh đạo. Một dịch vụ không đáng tin cậy đối với những khách hàng có mối lo ngại về an ninh quốc gia. Bên cạnh việc lập ra kế hoạch hòa bình trong xung đột ở Ukraine, ông Musk cũng lấn sân sang tình trạng bất ổn ở Iran khi các cuộc biểu tình ở Iran lan rộng khắp đất nước và chính quyền thực hiện việc chặn truy cập Internet ở một số khu vực. Ông Musk lại xuất hiện. Ông thông báo trên Twitter rằng sẽ kích hoạt Starlink sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đang gây hạn chế khả năng hoạt động của các công ty công nghệ Mỹ để những người biểu tình có thể tiếp tục truy cập Internet. Nhưng sau đó, ông không tiếp tục tiết lộ bất kỳ thông tin nào về sự hoạt động của Starlink tại Iran. Gần đây, ông Musk cũng đã bước chân vào điểm nóng địa chính trị, được xem là nhạy cảm nhất thế giới, đảo Đài Loan. Không bị nào đúng trước cơn bão truyền thông sau khi công bố đề xuất hòa bình của mình dành cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào ngày 7 tháng 10, ông Musk đã tiếp tục đưa ra một biện pháp giải quyết bế tắc ở đảo Đài Loan, đó là Trung Quốc đại lục, nên được trao một số quyền kiểm soát hòn đảo này. Ông Musk cũng nói rằng, đề xuất của tôi là thiết lập một đặc khu hành chính một cách hợp lý tại Đài Loan. Có lẽ điều này không khiến nhiều người hài lòng, và nếu có thể xảy ra, trên thực tế đây có thể là thỏa thuận khoan nhượng hơn cả với Hồng Kông. Bình luận này tiếp tục tạo ra nhiều tranh cãi mới. Ông khẳng định thêm là một cuộc xung đột nếu xảy ra sẽ tác động đến Tesla và các công ty khác như Apple cũng sẽ gặp rắc rối rất lớn. Theo một số nhà phân tích, căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan gây rủi ro lớn cho đế chế kinh doanh của ông Musk. Tesla điều hành một cơ sở sản xuất ở Thượng Hải, nơi sản xuất tới 50% số ô tô mới của công ty này. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ cách thức hoạt động của các công ty phương Tây ở trong nước, và giới quan sát Mỹ từ lâu đã lo lắng về việc Tesla phụ thuộc vào Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng đến lập trường chính trị của ông Musk. Sau lời đề xuất của tỷ phú Elon Musk, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương đã viết trên Twitter rằng: "Tôi muốn cảm ơn ông Elon Musk vì lời kêu gọi hòa bình tại eo biển Đài Loan và ý tưởng thành lập một đặc khu hành chính cho hòn đảo này. Trên thực tế, thống nhất hòa bình với Trung Quốc và thiết lập mô hình một quốc gia, hai hệ thống tại Đài Loan là những nguyên tắc cơ bản của chúng tôi khi giải quyết những căng thẳng hiện nay." Vị đại sứ này cho biết thêm, với điều kiện chủ quyền, an ninh và lợi ích của Trung Quốc được đảm bảo, sau khi thống nhất, đảo Đài Loan sẽ được hưởng sự tự chủ cao như một đặc khu hành chính và có không gian rộng mở để phát triển. Ông Karen Corbun, giám đốc của quỹ Marsas Đức, một tổ chức tư vấn địa chính trị và là cựu cố vấn của Tổng thống Barack Obama, nhận xét về sự ảnh hưởng của ông Musk rằng công nghệ đã trở thành trọng tâm của những vấn đề liên quan đến địa chính trị. Nó vừa thu hút sự chú ý của người khác, cũng vừa mang lại tranh cãi. Trong đó, ông Elon Musk là trung tâm của những điều này. Và vì thế, theo tờ Washington Post, giới chức Mỹ đã ngày càng tỏ ra e ngại hơn về tầm ảnh hưởng của ông Musk và bắt đầu thực hiện các biện pháp kiềm chế sự ảnh hưởng này. Theo tờ Washington Post, chính phủ liên bang và các tiểu bang đã rót hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án kinh doanh và khoa học của ông Elon Musk, đồng thời cung cấp cho vị CEO công nghệ các hợp đồng chính phủ độc quyền và béo bở trong 20 năm. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ hiện đang lo ngại về việc ông Musk nắm giữ quá nhiều sẽ ảnh hưởng trong các vấn đề đối ngoại và đang tìm cách kiềm chế ảnh hưởng của ông ở Washington bằng cách tài trợ cho các đối thủ kinh doanh. Xét về một số trường hợp, ông Musk cũng đã làm hài lòng một số người ủng hộ cho Ukraine khi cung cấp dịch vụ truy cập Internet Starlink tại Ukraine vào đầu năm nay và tài trợ các dịch vụ liên quan. Ông đã trang bị cho cả dân thường và binh lính các phương tiện liên lạc quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Nhưng những thông điệp mà ông đã đưa ra gần đây cũng tạo nên nhiều tranh cãi. Tuần trước, trong một bài đăng trên Twitter, ông nói rằng ông không thể tài trợ vô thời hạn cho việc sử dụng dịch vụ Internet Starlink ở Ukraine, nhưng sau đó đã rút lại quyết định này. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng Elon có mặt ở khắp nơi. Theo các nguồn tin thân cận với ông Musk, ông đã giữ liên lạc với nhiều thủ tướng và tổng thống nước ngoài hơn, giữa lúc có nhiều quan điểm bất đồng với Washington. Các thông tin về việc ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Brazil ông Jair Bolsonaro và các nhà lãnh đạo nước ngoài khác đã làm dấy lên câu hỏi về xung đột lợi ích tại Mỹ. Theo một báo cáo của Bloomberg,
được công bố vào hôm 21 tháng 10. Chính quyền ông Biden đang tìm cách điều tra thương vụ mua Twitter trị giá 44 tỷ đô la Mỹ của ông Musk. Nghi vấn nhiều pháp nhân nước ngoài đã đầu tư vào thương vụ này. Mạng Internet Starlink cũng có thể được cân nhắc trong phương diện liên quan đến an ninh quốc gia sau khi các quan chức tỏ ra khó chịu với kế hoạch hòa bình giữa Nga và Ukraine của ông Musk. Ông Julian Greenhope, thành viên chính sách của chương trình quyền lực châu Âu tại Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại, đã đưa ra lập luận rằng các công ty tư vấn từ lâu đã là lực lượng ảnh hưởng đến các quyết định địa chính trị trước cả thế kỷ 21. Sự chuyển đổi nhanh chóng trong cơ chế hoạt động của Ford từ sản xuất ô tô sang chế tạo máy bay ném bom và xe tăng trong Thế chiến thứ hai là một ví dụ. Mặc dù vậy, tầm ảnh hưởng của các công ty này chưa bao giờ vượt ra khỏi biên giới một cách nhanh chóng và toàn diện như trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, theo ông Brinkhoff, việc hạ thấp vai trò và ảnh hưởng của những gã khổng lồ công nghệ lên địa chính trị có thể là một sự sai lầm. Nhưng việc đánh giá nó quá cao cũng sẽ không mang lại nhiều tác dụng. Ông Brinkhoff cũng thẳng thừng đưa ra một đề xuất trong bài viết của mình trên trang web của Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại rằng, trong thời kỳ biến động địa chính trị và kỹ thuật số, các nhà hoạch định chính sách phương Tây nên tận dụng và thúc đẩy các phương tiện xã hội theo ý của họ để kiềm chế quyền lực của những gã khổng lồ công nghệ. Vào cuối ngày 27 tháng 10, giới truyền thông Mỹ đưa tin tỷ phú Elon Musk đã hoàn tất thương vụ mua Twitter trị giá 44 tỷ đô la Mỹ, vốn đã tốn không ít nhiều giấy mực của các phương tiện truyền thông trong suốt nhiều tháng qua. Sau thông tin này, nhiều người dự đoán ảnh hưởng của ông Musk sẽ còn lan rộng hơn nữa khi chính thức trở thành ông chủ mới của Twitter. Ngay sau khi hoàn tất thỏa thuận, ông Musk cũng đã sa thải giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của Twitter. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Mỹ, giám đốc điều hành của công ty Pankaj Adawar và giám đốc tài chính Ned Segal đã không còn làm việc với công ty. Việc này cũng đã kết thúc những cáo buộc lùm xùm giữa ông Musk và Twitter trong những tháng qua. Trước đó vào tháng 5, ông cũng nói rằng sẽ bãi bỏ lệnh cấm cựu Tổng thống Donald Trump trên nền tảng này, tuyên bố sẽ đề cao tự do ngôn luận. Ông cũng đã chỉ trích các chính sách kiểm duyệt của Twitter, tự gọi mình là một người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận và dự kiến sẽ kiểm duyệt nội dung của Twitter. Ông Musk cho rằng Twitter đã đi sai hướng và nền tảng này thường bị hạn chế ngôn luận với tư cách là tòa thị chính của thế giới. Ứng dụng này cần phải đặt quyền tự do ngôn luận lên trên hết. Nhưng những người khác cũng lo ngại rằng các chính sách điều tiết nới lỏng sẽ tạo điều kiện cho sự gia tăng trong tần suất xuất hiện ngôn từ kích động thù địch. Lập trường của ông cũng đã nhận lại một vài nhận xét không mấy tích cực từ cánh nhà báo và các phương tiện truyền thông. Bà Joan Donovan, một giảng viên khoa học xã hội người Mỹ tại trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard, đã viết trên tờ The Guardian rằng khi các công ty công nghệ như YouTube, Twitter và Facebook ngày càng trở thành nơi công chúng thu thập thông tin về các chính trị gia và các cuộc bầu cử, thì quyền lực của người kiểm soát chúng cũng tăng theo. Bà Donovan viết, trong thời đại kỹ thuật số, siêu xa lộ thông tin có đầy rẫy các khoản phí, từ phí quảng cáo kỹ thuật số đến phí chạy các thuật toán gây tác động đến thị hiếu và tâm lý người dùng. Điều đó có nghĩa là tầm nhìn của ông Musk và quyết tâm của ông ấy dành cho Twitter rất lớn và quan trọng. Ông cũng đã tuyên bố rằng ông có kế hoạch đưa Twitter về chế độ riêng tư và có thể biến nó thành một ứng dụng mới. Theo bà Donovan, sự thành công của những nhân vật như ông Musk trong việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội cũng phụ thuộc vào ủng hộ của công chúng nói chung. Nếu các nhà báo từ bỏ Twitter, nền tảng này sẽ không còn ảnh hưởng xã hội và chính trị như bây giờ. Không đánh giá cao cách mà ông Musk sẽ kiểm soát Twitter, bà Donovan đã đề cập đến những lập luận của cố nhà báo bảo thủ nổi tiếng người Mỹ, ông Andrew Breitbart, rằng chính trị là hệ quả của văn hóa và văn hóa là hệ quả của việc xây dựng các nền tảng và dịch vụ cơ bản. Nền chính trị mà ta có được là nền chính trị nảy mầm từ công nghệ của chúng ta. Vì vậy, ta phải xây dựng một cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số, không nên dựa vào những ý tưởng bất chợt và ngẫu hứng của các tỷ phú. Nếu chúng ta không đầu tư vào việc xây dựng một cộng đồng công chúng trực tuyến, tiếng nói của ta sẽ bị giới hạn trong sự tự do mà chính họ đã đặt ra. Trái với bà Donovan, nhiều người đồng tình với sự thẳng thắn bày tỏ ngôn luận của ông Musk trong các vấn đề đang là điểm nóng trên toàn thế giới. Việc ông không bị ràng buộc bởi bất kỳ lập trường nào của giới quyền lực chính trị đã khiến ông ngày càng trở nên đặc biệt trong mắt người ủng hộ mình. Và nhiều người cũng đang mong chờ Twitter, một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất hành tinh, sẽ trông như thế nào dưới sự kiểm soát của ông Musk trong khoảng thời gian tới. Thưa quý vị, có thể nói tỷ phú Elon Musk là người đã trở thành trung tâm thu hút sự chú ý trên sàn chính trị thế giới trong khoảng thời gian gần đây. Những phát ngôn thẳng thừng và hành động của ông cũng đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.
Và với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của giới công nghệ lên địa chính trị, thì nhiều người cũng cho rằng tác động của những gã khổng lồ này sẽ tạo nên biến động, bất kể là ít hay nhiều, đối với tình hình chính trị trên toàn thế giới trong thời gian tới. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!